Hello, kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kẹt Tứ Đạt của em nha. Hiện tại em đang có mặt tại khu du lịch Đại Nam để ghi hình cái cảnh quan xung quanh nơi đây để cho quý khán giả xem, và đặc biệt là chia sẻ với quý khán giả một cái thông tin cực kỳ quan trọng là chốt hạ những cái nhân vật ở trên mạng xã hội mà chu chéo xuyên tạc vu khống trong mấy ngày hôm nay. Thì hiện tại ở đây em vào cổng Đại Nam, cổng này là cổng sau đường Lê Chí Văn. Rồi em xin phép em chuyển camera là em ghi hình vòng vòng cho quý khán giả xem cả nha. Đây, đây là đường Lê Chí Văn ha. Ở đây đèn xanh đèn đỏ chạy vô nè. Đây là cái cổng sau ha. Và quý khán giả thấy nhìn bên tay em không? Đây cái tấm bảng ha. Và cái tấm bảng này là cái tấm bảng Đại Nam kêu gọi đồng bào cùng chung tay hỗ trợ cơn bão số 3 Bão Gia Ghi để hỗ trợ bà con quê hương miền Bắc đó. Rồi chút xíu đi, chúng ta quay cái tấm bảng này lên coi là trong cái bảng này bà Nguyễn Phương Hằng bà ghi cái gì nha. Và đây cũng là một cái đòn chí mạng cho một số cái nhân vật mà ở trên mạng đang xuyên tạc vu khống nha. Đặc biệt là cái con ở Gò Vấp nè, con Trang Mina nè. Tụi này nói chung là cái đầu nó rất là đằng quý khán giả. Nó cầm đèn chạy trước ô tô. Bởi vậy người ta nói là con ếch ngồi đá giếng nè, kêu bằng ếch ngồi đá giếng đó. Thì xe xẻ là không thể nào mà hiểu ý đề bàn được. Cái việc mà bà Nguyễn Phương Hằng bà tính bà làm đó, hầu như là không ai biết đâu. Trước đây thì cũng có một số kẻ nói chung là chưng hửng khi bà Nguyễn Phương Hằng bà đưa ra những quyết định ha. Rồi hôm nay mình đọc cái bản này là cái bản chốt hạ những cái nhân vật ở trên mạng nha. Hôm nay mà xem cái bản này chắc cái nhân vật ở Gò Vấp chắc hết chu chéo quá. Không biết còn chu chéo được hay không nha. Hay là đi kiếm bà Hằng xin lỗi không biết. Mình giờ vừa vào cổng Đại Nam thì có xe điện đây. Là xe VinFast nha quý khán giả. Là ông Phạm Nhật Dượng có thuê trong này để đóng xe điện ở đây nè, sạc xe điện ha. Rồi để em quay cho quý khán giả xem những cái tấm bảng quảng cáo nha. Đó, phía xa xa đằng kia quý khán giả thấy cái hình của bà Nguyễn Phương Hằng không? Đây nè. Đó. Bây giờ là có hình chị đẹp là lên trên đây nè. Quý khán giả nhìn thấy rất là xinh đẹp ha. Rồi bây giờ em qua bên kia em ghi cái tấm bảng cho quý khán giả xem nha. Nhạc khá là ồn nha quý khán giả. Em sợ nó dính bản quyền quá. Đây là giao lưu với Nguyễn Phương Hằng ha. Xe Nguyễn Phương Hằng được tổ chức cho sân khấu Trường Đô Đại Nam ha. 18 đến 22 giờ. Vào 4 ngày ha, 4 ngày trong 4 cái chủ nhật. Ở đây người ta kêu nè, miễn phí vào các ngày 29 tháng 9, 6 tháng 10, 13 tháng 10, 20 tháng 10 vào cổng nè. Vé vào cổng là miễn phí, các dịch vụ là vui chơi, khu biển, vườn thú, khu vui chơi, trò chơi, trường đua, xe điện, di chuyển hoàn toàn miễn phí ha. Đây là hình của chị Hằng nè, quý khán giả nhìn thấy rất xinh đẹp ha. Cái tấm hình mình nhìn rất là quen nha quý khán giả. Ở đây là phía trước cổng khu cổng sau khu du lịch Đại Nam đó quý khán giả. Và hiện nay thì ở trong Đại Nam người ta đang chuẩn bị cái công việc rất là tất bật, đang làm hoàn thiện cho cái sân khấu để ngày mai là chị Hằng giao lưu gặp gỡ trực tiếp khán giả và người dân để đón khách du lịch đến đây chơi miễn phí, và chúng ta cùng chung tay hỗ trợ đóng góp vào trong cái thùng quỹ. Và được kiểm kê rất là cụ thể, cặn kẽ ha. Rồi chút xíu đi em quay cái bảng cho quý khán giả xem sẽ biết cái gì ha. Ở đây là phía trước cổng Đại Nam nè. Ở đây là khu đường Lê Chí Văn nè. Hồi lúc trước quý khán giả biết cái ngã tư này nè, bên đó đó là nó thông qua bên Đại Nam luôn. Nó thông vô khu du lịch Đại Nam cho người ta chạy. Là hồi đó cái đường bên đó nó rất là nhỏ thôi. Sau khi làm đường rồi xong thì anh Dũng anh mở bên đây. Bên đây là cái khu của Đại Nam ha. Mà anh Dũng anh cho xe chạy vô đây miễn phí luôn. Đây, cho chạy miễn phí luôn. Và đây là cái cổng của khu du lịch Đại Nam nè. Đây, hai bên cổng Đại Nam nhìn rất là đẹp ha quý khán giả. Có vườn hoa nè, có ngựa, có đồ nè. Mã đáo thành công. Đúng phong thủy luôn ha, ngựa chạy vô ha. Con ngựa này mình nhìn vậy đó chứ ngoài nó rất là to quý khán giả. Rồi bây giờ em đi sâu vô trong em quay cái bảng đó cho quý khán giả xem ha. Là một cái bảng chốt hạ cho các đối tượng này. Cái bảng này làm xong rồi nhưng mà chưa có quay lại. Còn để ngược. Bảng để ngược. Để ngược nhưng mà mình cũng đọc được nha quý khán giả. Hưởng ứng lời kêu gọi từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Khu du lịch Đại Nam tổ chức chương trình chung tay chung sức chung lòng chung một tấm lòng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 bão Yagi được tổ chức tại khu du lịch Đại Nam vào các ngày 29 tháng 9, 6 tháng 1, 13 tháng 1, 3 tháng 10 và 20 tháng 10. Khu du lịch Đại Nam miễn phí vé xe lửa vào cổng biển và vườn thú trường đua tất cả các trò chơi. Và đây mới là cái đoạn rất quan trọng này. Số tiền quyên góp được khu du lịch Đại Nam sẽ trao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 3 bão Yagi. Rồi đây là một cái đoạn chốt hạ mà các nhân vật này đây ha, dưới sự giám sát người ta kêu gọi nè, dưới sự giám sát nè, đây ha, mình quay từ chữ luôn, dưới sự giám sát của lãnh đạo, đây ha, lãnh đạo địa phương và quý du khách, là mình quý du khách là có nghĩa là mình bỏ vô đây là chính quyền địa phương, người ta kiểm kê và có ở đây kiểm kê và ở đây có du khách luôn, du khách có mặt tại trường đua Đại Nam, trường đua và được trực tiếp trên các kênh truyền thông đại chúng, truyền thông Đại Nam, đây ha, có đầy đủ nha quý khán giả. Rồi như vậy là chúng ta đã thấy qua một cái biển treo công khai tại khu du lịch Đại Nam, mà khi người ta treo cái biển này lên thì em sẽ lại đây em ghi hình, em chụp hình thêm một lần nữa để cho quý khán giả xem. Tại vì nghe chăng cái chỗ em ghi hình đó thì có cái lo nè, người ta phát lo kêu gọi là quý khán giả, âm thanh nó hơi ồn cho nên là quý khán giả cũng hơi khó nghe tí xíu đó, người ta đang phát lo kêu gọi đó, quý khán giả nghe nha. Cái số tiền mà chúng ta bỏ trực tiếp vào trong cái thùng quyên góp đó quý khán giả, và sau khi chúng ta bỏ cái số tiền đó vào rồi người ta sẽ đem ra người ta kiểm kê, khi đến giờ mà khui cái thùng nó ra đó thì bên Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo của chính quyền địa phương người ta có mặt tại khu du lịch Đại Nam để khui cái biển nó ra, cái thùng nó ra. Và quý khán giả biết khi khui ra như vậy đó thì người ta cũng chiếu trực tiếp lên trên truyền thông cho mình xem luôn, có nghĩa là trên các kênh trường đua Đại Nam đó, bây giờ là người ta live stream, người ta giao lưu đó, và người ta sẽ chiếu trực tiếp trên đó, và cái thùng này sẽ được niêm phong. Và tôi nói quý khán giả là không có cái cách nào mà để soi cho cái việc làm của người ta là không minh bạch cả, và người ta kêu gọi như thế này là hoàn toàn đúng với cái nghị định 93 của Thủ tướng Chính phủ. Và ở đây người ta có công văn, người ta xin phép chính quyền địa phương đàng hoàng, chứ không phải là người ta tự ý người ta làm, tự ý người ta kêu. Bởi vậy những cái nhân vật này nè, nghèo hoài là nói như vậy đó quý khán giả. Bởi vậy như cái con gò bắp á, nghèo hoài là nói như vậy, tối ngày cứ lo xuyên tạc theo vu khống không à, thấy người ta chưa biết người ta làm cái gì nữa là ngay lập tức là lao vào rồi, như một con thiêu thân vậy đó. Mà sau khi xem cái video này thì không biết nó suy nghĩ như thế nào ha. Đây là xung quanh khu du lịch Đại Nam luôn quý khán giả, nhìn á, có nhiều cái hình ảnh của chị đẹp ha, treo lên trên đây, nhìn rất là thân thiện nha quý khán giả. Và ngày mai thì quý khán giả vào cổng sau đường Lê Chí Văn đó, là chúng ta đi đến trường đua Đại Nam thì sẽ có sân khấu đằng đó. Tí xíu em sẽ vô sân khấu đó em ghi hình luôn. Bởi vậy bà Hằng á, bà đưa ra, bà quăng ra cục xương rồi, xúm nhau cha con, xúm nhau táp. Rồi bây giờ tình hình thứ này là xong rồi, bây giờ là đưa cái bảng nó lên là chốt hạ rồi. Cái sự giám sát của chính quyền địa phương đàng hoàng, khi mà tiền mình đưa vô đó rồi mình lên là người ta chiếu truyền hình trực tiếp lên là người ta biết là cái số tiền nó bao nhiêu rồi. Đâu cái càng anh bỏ vô bao nhiêu anh bỏ, giờ mình nói là mình phát tâm rồi thì mình không cần, bây giờ mà quý khán giả lấy cái danh sách cũng không có làm được gì, đúng không? Quan trọng là chúng ta là có cái tấm lòng thôi. Bây giờ đặt thí dụ gia đình 4 người đi,
đi vô tắm biển đi 400 đi, rồi đi vô vườn thú 400 nữa 800 mày. Bây giờ mình bỏ vô 500 cũng được vậy, hay là mình không bỏ, cái đó quyền của mình đúng không, tùy theo cái kinh tế của mỗi người chứ không phải là người ta đây người ta bắt buộc. Nhưng mà đó là chúng ta là chung tay góp sức để hỗ trợ bà con để vượt qua cái khó khăn đó. Bà Hằng bà mới vừa thông báo lên thôi nha, con ở Gò Vấp nó nói bà Hằng rửa tiền này rửa tiền nọ, nó nói tùm lum cho nó đủ thứ chân với khán giả. Mà không biết cái bản thân nó không có đồng xu cắt bạc nữa mà sao cái vấn đề rửa tiền mà sao nó gặp quá ha, không có tiền mà biết rửa tiền. À, cái con ở nhà thuê mà biết rửa tiền rồi hay quá ha, ngộ là nó có kinh nghiệm phòng chống rửa tiền rồi này kia cái nọ, ôi tùm lum la chân, nói chuyện nghe thấy hôi nách thấy ghê luôn. À, mình không có tiền mà mình la mình hiểu biết về vấn đề rửa tiền, có kinh nghiệm này kia cái nọ đấy. À, rồi bây giờ là cái thùng đưa ra đó, quý khán giả biết rồi, giờ cái thùng ta đưa ra là có sự kiểm kê, là kiểm tại chỗ luôn của chính quyền địa phương, giám sát của chính quyền địa phương á. Bà Hằng bà không có đụng vô cái thùng đó luôn á, bà Hằng không có đụng luôn. Có nghĩa là bà Hằng bà để cái khu du lịch Đại Nam này ra là để mở cửa đến đây miễn phí và để cho chúng ta có một cái sự trải nghiệm miễn phí ở Đại Nam, và chúng ta là cảm nhận cái sự khó khăn, cái sự tang thương mất mát của bà con quê hương miền Bắc, để chúng ta có một chút cái tấm lòng là chúng ta hướng về quê hương ngoài đó. Chứ bà Hằng mới có lấy đồng xu nào đâu, thay vì bây giờ bà Hằng mới giảm 50% giá vé nè, rồi bà đến đây nè bà hút bạc không đúng không, rồi bây giờ bà làm thêm một vớ nữa đó, bây giờ 50%, rồi bà lấy cái tiền đó bà hỗ trợ ngoài kia được không, dư được nữa, cái tiếng tâm bà lấy. Nhưng mà không, thằng này bà Hằng bà muốn làm như vậy để chúng ta cùng có một cái trái tim hướng về ngoài đó. Trời ơi, mà nó lên nó gần quý khán giả ơi, nó chỉ ông Dũng làm cái này, bà Hằng làm cái kia, bà Hằng rửa tiền này, ông Dũng rửa tiền nhỏ, rồi hàng ngàn tỷ chảy vào túi bà Hằng rồi này kia cái nọ, ôi tùm lum tùm la cho nghe mệt hết sức mệt luôn. Rồi hôm nay như vậy thì quý khán giả biết là chốt hạ nó rồi ha. Em xin phép quý khán giả nha, em kết thúc video này, rồi em sẽ ghi hình thêm những cái cảnh quan vòng vòng ở đây cho quý khán giả xem nha. Bye bye quý khán giả.